Từ những khu rừng cao su bạt ngàn tại Việt Nam, từ những giọt mũ cao su nguyên chất, niềm kim đan cao su thiên nhiên đạt chất lượng vượt trội và độ đàn hồi tối ưu thoáng mát. Là bác sĩ chuyên ngành xương và cột sống tại Australia, tôi nhận thấy việc chọn một tấm nệm đúng rất quan trọng trong quá trình phát triển xương ở trẻ nhỏ, cũng như duy trì cột sống khỏe mạnh ở những người trưởng thành và người cao tuổi. Nệm kim đan hỗ trợ duy trì cột sống khỏe mạnh. Người có bệnh lý về cột sống nên tư vấn và điều trị từ bác sĩ chuyên môn. Nệm kim đan tăng cường hỗ trợ điều trị.